giáo hội vui quá bà con ơi, đây nè để làm quay cho bà con coi. Bữa nay ở giáo hội mình đông vui nha bà con. Đây cái này chè của anh Lâm đem lại á má. Này Lâm mua chè nè, bữa nay Lâm không nấu nha, Lâm 50 chè. Rồi mấy chị làm bánh làm đồ đem lại đông quá nè. Đó. Rồi bánh ít nữa nè. Bánh ít chần ngon ghê chưa? Đây, ôi bánh ít chần. Bánh ít chần ngon quá. Vậy chén ơi, cơm đắt quá phải không? Dạ đắt quá, cơm đắt quá rồi. Rồi sốt. Ờ, cơm đắt quá. Bữa nay bì quá trời ngon luôn nè. Ôi, bì đẹp quá. Quay rồi đó, quay rồi. Bữa nay chị Chiên nấu hoa cơm. Nãy giờ lát đi chợ. Cháu chị cũng có nấu súp rong biển. Vậy hả? Ờ, có nấu súp rong biển ở đâu em? Quay quay. Ủa thôi, con. Súp con trái luôn nè. Dạ cho con miếng thôi chị Chiên, súp rong biển. Dạ. Đó, này bây giờ lên tới là ăn rồi nha. Đó, vậy thôi. Mở hành không nhiều có cái này là sao mà được nè, đến đây thấy không? Mở hành nhiều rồi à, dưa chua cho con hai phần đi, cho ăn mạnh chút xíu. Đó. Rồi đây dĩa cơm cô Lan nha. Ôi ngon quá đi. Cơm cô Lan yêu cầu đó. Đây đây đây. Hello kia. Hello cả nhà. Trời ơi ngon quá, đây dĩa chiên cho làm tô cơm đây. Ngon quá đi. Bì chay, bì chay. Em xin cái muỗng nha. Đó, này ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Bữa nay giáo hội đồ ăn nhiều nha, đẹp ấy, ăn chè nữa nè. Đây thím Ôn làm hai sửng bánh đúc mặn. Bánh đúc đúc mặn là mặn, có nghĩa là ăn với nước tương là kêu mặn nha, thật ra là đồ chay nha bà con. Phải nói cho gặn mặn ta đúng đồ mà đồ mặn bánh đúc chay. Ủa mình chưa có đem ra cho người nào ăn nữa. Dạ đợi đem lên cúng trước rồi cô Tư. Dạ. Đó hai sửng luôn, khéo quá đây nè. Còn nay khỏe quá, có gì chiên phục vụ hết trơn. Con quay gì chiên đó nha. Mày khỏe quá rồi mày còn cười nữa. Tại con cho đi mua đồ đi làm xui rồi. Vui quá. Ồ, đây vui quá đây. Đây, cái này là súp rong biển nha, cái này súp bắp. Ngon quá. Xong lên ngồi ăn đi cứ. Dạ, dạ, đồ qua mời cả nhà nha. Đưa em đi, chị Quý, lên ngồi ăn đi. Bữa nay Lan sướng lắm, vì chuyên làm hết rồi. Rồi súp thì ai nấu cũng chẳng có biết luôn. Cái này thì cháu cũng có hai nấu. Thật ra hôm nay mình nói đông vui chứ ngày buồn, bác hai mất được 7 tuần. Bác hai là làm trong ban trị sự, bác hai là bên cố vấn chức bự lắm nha. Cố vấn cho giáo hội và giáo hòa hảo liên bang và tiểu bang. Bác hai qua đời tuần này là được tuần thứ 7. Tại nãy đông thì Lan nói nay đông vui chứ thật ra bác hai mất hôm nay cũng buồn lắm. Chứ mỗi tuần lên đây thì cũng thấy bác hai, bác 10 đồ, bác hai cũng gần 9 tuổi. Cho bà con chứ không phải nhỏ nha. Đó, bác hai mắc được 7 tuần, bữa nay là cái tuần thứ 7 của bác hai. Đó. Thôi Lan mời bà con ăn cơm tương với Lan nha. Mời cả nhà. Đây nè, bỏ bác mời nè, mời ơi. Để tôi lấy. Con lo ăn đi. Con hai miếng một miếng là đủ, bà ăn đi, chị nào không hết không? Mời ngon nha. Để cái nhà. Đúng rồi, dạ, để mình cúng.
chứ bà vô đây ngồi đông quá hầm đó cô ba. Con nói chuyện với cô ba. Má sợ em lộn á. Vậy mà cô tôi có duyên tụng kinh niệm Phật là được rồi. Còn con niệm Phật rồi con buồn cái đó thì cái nước nhưng mà cái rồi bây giờ đi kiếm món khác ăn vậy bà con. Dạ dạ. Dạ dạ. Chắc nghe chị Vân nói mà ăn thủ chứ nghe. Dạ. Mời cả nhà ăn bánh đích cần nha. Cảm ơn chị, trời ơi, chị thấy nó làm chè nó bưng tới và tròn rồi nó nặng rồi. Bà cứ chạy cho họ biết ăn. Còn cái này cô Lan thì chút xíu sớt rồi. Nó quá. Để lát con cô ba, cô ăn cái gì mà đồ mặn với đồ ngọt để chung gì? Sao có để mặn với ngọt chung cho má cô ba? Cũng ra là không mà cô lấy cho má. À không, lát cho nguyên lát hết như điệu rồi. Chắc mấy chị mua quá. Hả? Chắc mấy chị mua quá. Cũng sao để gì xin gì ăn sao ngon hả à, cô ăn bánh chả lợn ăn với nước mắm bỏ tay nó luôn. Em muốn cái chuyện cái nhỏ hết chén bự thôi, hết chén mà hết chén nhỏ, không được rồi, không có đấy, khỏe hết rồi thôi. Mình múc vừa cái muỗng là đúng không? Cái chiên nó sao mà thấy ít như vậy chứ chiên nó khỏe đúng rồi chú. Thấy vô trong này ngon nè, dạ mà săn lạnh quá anh chú. Đúng rồi, 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 đúng. Không có về luôn hả? Còn biết không? Còn biết ai không? Thank you.
Trời ơi, cái này mà ông làm gọi ngưng cái một cái ta. Ờ, chơi cái nào đó, ôi mà có. Ôi mà có, trong vòng có mấy phút à, không tới 5 phút là gì, 30 phút à. Trời ơi, quá rồi, cái này có đẹp. Không đâu, em nghĩ gom nước đá nè, cái này nhỏ nhỏ. Nè quá trời nè, chế ôi cô nè. Quá trời luôn. Ôi, sao trận cùng bông gió bão. Cho trận mưa đá nè, không biết ông trời có giận ai không, không làm quá cỡ rồi mọc đây. Ủa cô nè, không biết ở dưới khu dưới con có không mà nha. Xe hai ga coi kiểm tra có bị mốp không. Không, đá này chắc không, đá này không có mốp đâu, không có cục bự lắm này gì chim. Đó, cục bự lắm nè, xuống đây mà ba lớp là bự lắm rồi đó. Ồ, xuống tới đây mà cũng còn bự lắm nè. Đâu, hồi về trúng gió đi cô. Đợt đó tao bị trúng gió anh chẳng hề. Đâu, quá cỡ rồi. Ôi ôi, đẹp không? Đó, đẹp chưa? Mùa xuân á Mèo Bình mà còn cỡ đó đó. Đây nhiều gì? Nhiều YouTuber. Nhiều chuyện chứ không phải YouTuber. Nó nói cái này là nhiều chuyện chứ không phải YouTuber gì chứ. Thôi nãy giờ cũng tạnh mưa rồi, cũng gần 4 giờ chiều thôi, Lan đi về. Lan xin chào cả nhà. Cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan nha. Lan xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye, hẹn lại clip sau. Bye bye.